Tức là nghe rất là general, nhưng mà cứ chụp đi, chụp thử cho biết. Này, và khi nó là nằm nổi bật cái miếng này lên, nhưng mà đồng thời cái bên đây là chất liệu của mọi thứ bên đây nó là chất liệu tối, thì nó sẽ sáng hơn, thì một miếng vàng trắng á nó sẽ nâng cái cùng shadow nó lên. Cái lens 3514 này, bởi vì đây là một trong những cái lens đầu tiên của hãng, nhưng mà nó lại đem tới cái chất lượng màu hồng khá là tốt. Là những gì xảy ra cuối ngày sau khi đã hoàn thành công việc, và đây là lúc phè phỡn, đùa giỡn với cuộc đời. Có sáng tay viết lên đây, lời yêu.